Hello, trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau là xây dựng một cái ứng dụng có sử dụng RESTful API kết hợp với JavaScript nhé. Có nghĩa là ở phía client là mình sẽ sử dụng JavaScript để mình xây dựng, ở phía server là mình sẽ sử dụng cái API mình đã triển khai bằng PHP. Đây, đã thấy chưa? Có cái phần RESTful này đúng không ạ? Thì mình cũng đã xây dựng được khá là nhiều các cái API liên quan đến việc đăng nhập rồi các bạn upload file, các bạn lấy thông tin các thứ rồi. Thì bây giờ mình sẽ triển khai nó ở trên JS xem nó sẽ như nào. Rồi, ok. Thì ở đây nhá. Các bạn đây thì mình sẽ vào lại cái outline này. Sorry các bạn. Nâng cao đúng không? Đây. Lần trước là các bạn xử lý được đây cái phần upload file các thứ này. Được chưa? Đó. Ok, thì mình cũng đã có các cái video liên quan đến việc là code đúng không ạ? Các bạn đây code này, thì cái phần này là các bạn phải xem xử lý xem cái này trước nhé, thì các bạn mới 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 học được đến cái bài này, bởi vì nó sẽ bị chặn đấy, chặn code. Thì ok, thì cái này mình sẽ cái bài học này mình sẽ để nó là ở dưới dưới cùng nhé, có nghĩa là sau sau cái bài mà xây dựng comment line ấy. Đó rồi, ok. Thì lúc này nhé, các bạn sẽ xử lý như sau. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái form. Nhưng mà cái form này mình sẽ dùng Bootstrap cho nhanh nhé. Đó, thì ở đây các bạn sẽ lên trang cdnjs.com nhé. Các bạn sẽ vào Bootstrap. Mình dùng Bootstrap để mình tạo cho nó nhanh. Ở đây mình sẽ dùng CSS nhé. Và styling này. Đó, các bạn lấy cho mình CSS này. Ok, mình sẽ bỏ vào đây. Ở đây mình tạo trước một cái file HTML rồi. Thì các bạn cứ tự tạo thôi. Đó. Rồi, và ở đây mình sẽ phải có một cái form. Mình ghi này là đăng nhập nhé, đăng nhập. Mình cũng có một cái file upload đây, mình có một file upload đây, được chưa? Đó, rồi. Ok, thì trong trong cái phần đăng nhập này nhá, thì ở đây mình sẽ build một cái form đã. Rồi, thì trong phần này mình có một cái thẻ deep đi, mình ghi nó là container đúng không ạ? Mình nghĩ không cần đâu, mình ghi w 50 đi. MX auto đó như này, được chưa? Rồi, chỗ này là MP3 này. Label cái này các bạn ghi nó là email nhé. Rồi mà các bạn ở đây các bạn sẽ có thêm cái input, input này là thay là email, email đó. Mình có một cái class nhé. Class là form control, một cái placeholder là email. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhân bản lên thôi. Cái này sẽ là mật khẩu. Cái thai này sẽ là password nhé. Đây là password này. Name này cũng vậy luôn. Password. Cái này sẽ là mật khẩu này. Rồi. Ở bên dưới này mình sẽ có một cái button. Cái này mình để là đăng nhập. Khi các bạn muốn cập nhật thông tin profile thì các bạn cũng sẽ cần phải đăng nhập trước. Đó. Đây. Mình để như này nhé. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ quay lại đây. Mình thử refresh lại. Đấy, các bạn nhìn thấy nó ra hiển thị ra như này đúng không ạ? Rồi, có nghĩa là ở đây mình sẽ phải có hai cái form nhé. Đây đây là cái thứ nhất này. Cái thứ hai của mình thì là sau khi các bạn xong cái thứ nhất rồi thì các bạn có thể comment nó lại. Được chưa? Thế bây giờ mình sẽ tạo ra cái thứ hai. Nào, sau khi đăng nhập xong thì nó sẽ có một cái trang profile. Thì lúc này chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy. Vậy vẫn như này. Các bạn vẫn copy cho mình cái này. Bỏ dưới này nhé. Đó. Chỗ này mình ghi nó là trang tài khoản đi. Được chưa? Rồi. Ok, thì cái phần tài khoản này thì mình cũng sẽ có một cái form nhé. Mình cũng sẽ có một cái form. Thì trong trong cái form này thì ở đây các bạn sẽ vẫn là MP3 này. Đó. Và ở đây mình sẽ có là tên. Mình có một cái label, đây mình copy luôn ở trên này cho nhanh nhé. Đây, các bạn copy cho mình cái này. Bỏ đây. Đó. Cái này thì chúng ta sẽ ghi là tên này. Tên với email thôi nhé. Cái này là tag. Chỗ này các bạn để là name. Ở đây là tên này. Dạ. Rồi tiếp theo nhé, các bạn duplicate nó lên.
hay duplicate nó lên, cái này sẽ là email. Được chưa? Rồi, chỗ này là email. Mình sẽ bỏ qua các bài toán về validate nhé. Thì lát nữa mình sẽ thêm cái, mấy cái require vào. Tiếp theo mình sẽ có một cái nữa là avatar. Avatar. Dạ. Input này mình sẽ để là file. Thì file này thì nó không có placeholder nhé. Cho nên mình để là avatar này. Đó đấy chưa? Rồi. Và dưới này mình sẽ có một cái button. Button này thì mình copy ở luôn ở đây đi. Đó. Chỗ này mình ghi nó là cập nhật. Cập nhật nhé. Rồi, đây các bạn thấy nó như này. Thì khi các bạn chọn file các thứ ấy. Rồi, ok. Rồi, sau khi các bạn đã xử lý được xong cái này rồi thì các bạn sẽ quay về đây. Các bạn sẽ cần phải comment nó lại này nhé. Đây, tạm thời mình sẽ comment nó lại. Đó. Nó giống như cái mẫu ấy. Cho mình tạo sẵn thì ở đây mình sẽ có một cái div root. Đây, mình có một cái div root như này. Được chưa? Rồi. Ok, thì bây giờ các bạn sang cái file JS nhé. Qua sang file JS. Thì mình sẽ tạo ra một cái một object nó là app. Được chưa? Đó, thì trong trong app này thì mình sẽ lưu sẵn các cái template này, cho mình lưu sẵn những cái mẫu này. Đây, mình sẽ lưu sẵn cái mẫu. Mẫu ở đây thì các bạn sẽ ban đầu các bạn tạo cho mình một cái thuộc tính. Một cái thuộc tính ở trong website này nhé. Tạm thời mình sẽ để ở đây đó là login, login form. Đúng không? Login form. Cái này thì các bạn có thể tạo thuộc tính và trả về luôn một cái string như này. Đó, mình có thể trả về trực tiếp luôn như này. Được chưa? Đó. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ có là account form. Account form. Đó, chúng ta cũng sẽ lấy cái phần dưới này. Đây, các bạn copy cái phần dưới này nhé. Mình bỏ nó vào. Đây, bỏ vào đây. Được chưa? Rồi. Cái phần này các bạn hoàn toàn có thể format lại cho nó nhìn nó đẹp đẹp tí. Của mình đang không dùng cái extension format cái template string này cho nên là nhìn nó vẫn hơi lộn xộn tí. Rồi. Tiếp theo mình sẽ có một cái phần là start. Đúng không ạ? Mình có một cái là start. Đây. Sau đó các bạn ra ngoài các bạn app.start như này. Rồi ok, thì ở đây các bạn sẽ gọi sit.login form hay như này, đúng không ạ? Tất nhiên là bây giờ nó chưa có hoạt động được đâu. Cho nên ở đây mình sẽ phải có một cái phương thức nữa. Đó là render, mình sẽ có thêm cái render. Render nhé. Đó. Thì trong render này thì ở đây các bạn sẽ tạo cho mình một cái root. Tạo cho mình với root. Root này các bạn để ở ngoài cũng được, nhưng mà thôi, mình sẽ để trực tiếp trong này. Chỗ này mình sẽ là document nhé. Đó. Root như này. Đó. Chỗ này các bạn sẽ là root.inner.html vào. Đó. Thì ok, ở đây mình muốn render cái gì thì các bạn sẽ đưa nó vào. Đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ có một cái là cái app ở đây. Đó. Các bạn để cái này là app nhé. Hay là các bạn để sorry các bạn, cái này các bạn không để app đâu nhá. Mình sẽ để một cái tên khác. Ví dụ ở đây mình sẽ ghi nó chính là cái HTML đi. Được chưa? Rồi ok, cái này bằng HTML nhá. Rồi. Thì đến bước này nhá, chỗ này các bạn phải một cái. Chỗ này các bạn sẽ là zip.render. Thì các bạn zip.login form nó như này, được chưa? Rồi refresh nhá. Đó các bạn nhìn thấy nó ra như này. Thì chúng ta sẽ có một cái trạng thái. Ví dụ ở đây mình sẽ có một cái trạng thái y login if này. Nếu mà y login thì các bạn sẽ gọi cho mình render cái này. Được chưa? Hoặc là ở đây các bạn có thể gán một cái HTML nhé. Đó. Ví dụ các bạn có thể gán cho mình một cái biến HTML này. Được chưa? Thì chỗ này các bạn sẽ gán cho mình HTML bằng, chỗ này chúng ta sẽ để là zip login form L, đúng không? HTML sẽ bằng zip.account form. Sau đó các bạn dưới đây các bạn render zip.render. Sau đó các bạn sẽ đưa HTML vào. Nó kiểu như này. Được chưa? Đây. Đây là theo tài khoản này. À sorry. Cái này phải phủ định ạ.
Rồi, đây các bạn thì thấy được ra như này, được chưa? Rồi, tiếp theo nhé. Các bạn sẽ các bạn thử chuyển lên thành chu đi. Đó, các bạn chuyển thành chu. Đó, thì các bạn thấy là nó sẽ đổi luôn giao diện chúng ta, được chưa? Thế bây giờ bây giờ mình sẽ để cái này là phô nhá. Đấy, mình sẽ để cái này là phô như này. Thì bây giờ các bạn sẽ xử lý cho mình cái phần phần đăng nhập. Đó, bây giờ mình xử lý đăng nhập thì mình sẽ làm nó như nào? Các bạn vẫn phải lấy đủ thông tin nhé. Thì các bạn lên HTML của phần đăng nhập trên này này. Các bạn thêm cho mình cái require vào đây. Tại vì mình sẽ bỏ qua validate cho nên chỗ này các bạn thêm require vào. Đó, thêm require vào như này. Được chưa? Thì khi mình bấm submit thì nó sẽ báo ra đây. Thì cái này các bạn cũng sẽ đặt một cái class luôn nhé. Mình đặt một class. Chỗ này chúng ta ghi là login form. Login form, được chưa? Nó OK thì bây giờ trong trong trường hợp này các bạn sẽ xử lý login, nhưng mà các bạn sẽ xử lý trong phần render này nhé, được chưa? Hoặc các bạn có thể tạo ra một cái mới đó là add event các thứ chẳng hạn, đúng không? Rồi, thì ở đây các bạn sẽ làm như sau, các bạn sẽ tạo cho mình một cái phương thức, ví dụ như là submit, login submit nhé, login submit, được chưa? Đó. Hoặc các bạn có một cái add event riêng, có tất cả cái event các bạn sẽ bỏ vào đó, add event như này. Rồi. Sau khi mà render xong nhá, các bạn sẽ tiến hành việc các bạn sẽ là git.add event. Đó, như này được chưa? Rồi, OK. Thì bây giờ khi mà các bạn add event ở đây nhá, thì đầu tiên các bạn sẽ xử lý cho mình cái trường hợp là chúng ta sẽ đi từ cái login form trước, đúng không? Tuy nhiên các bạn lưu ý là mình add thì mình đang add vào root, cho nên cái root này mình có thể để ở bên ngoài. Đây, root này mình để ở bên ngoài nhé. Đó, đây, để ngoài như này. Được chưa? Đó. Thì bây giờ mình load lại cho nó không lỗi, đúng không ạ? Nó OK. Trong trường hợp này nhé, các bạn sẽ xác định đúng của mình cái form mà mình đang xử lý. Thì lúc này các bạn sẽ là root.add event listener. Submit, đúng không? Rồi. Ở đây mình sẽ có một event object nhé, mình kiểm tra thôi. If nếu mà e.target.classlist chấm content, content ví dụ như là login form, được chưa? Rồi, chỗ này thì các bạn gọi cho mình Prevent Default. Thực ra là cả các cái trường hợp mà submit là mình đều muốn Prevent Default, mình để luôn ở trên đi. Rồi, chỗ này mình log ra. Form login này. Đây, giả sử như này nhé. Rồi, bây giờ mình thử nào. Các bạn mở DevTool lên nhé. Mở DevTool lên. Rồi, bây giờ gửi submit cái này. OK, các bạn nhìn thấy nó báo này. Các bạn nhập dữ liệu vào nhé. Đây mình để 1, 2, 3 này. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành việc đó, các bạn sẽ submit một cái. Ở đây các bạn nhìn thấy là nó sẽ tự động nó chuyển luôn, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại một chút này. E.prevent default thì để mình xem lại cái này nhé. Hôm nay các bạn thấy là nó có hiển thị ra login form, đúng không? Rồi, cái này mình để vào trong đi. Thử lại nhé. OK, nó vẫn chưa hoạt động tốt. Bây giờ mình sẽ quay lên trên này thế nào. Login form, cái này là đúng rồi mà. À, sorry các bạn, cái này của chúng ta được phải thêm dấu ngoặc nhé. À, bây giờ mình thử nhé. Đó, được chưa? Rồi bây giờ các bạn có được cái này rồi thì các bạn sẽ lấy cái dữ liệu của nó ra, đúng không? Bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình cái phần lấy dữ liệu này thì các bạn sẽ nên gọi đến một cái hàm khác, đúng không? Chỗ này mình sẽ ghi nó là handle login. Đó. Hoặc gọi đến một cái hàm khác cho mình. Thì cái chỗ này nhá, các bạn zip handle login này. E.target. Được chưa?
Rồi, chỗ này chúng ta sẽ có một cái là form. Rồi các bạn lock nó ra, lock cái form này ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử lên, thử lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, các bạn nhìn thấy là nó đang lỗi này. Git chấm hết đầu login rồi. Ok các bạn, cái này là các bạn đang viết ở trong cái function này, cho nên nó sẽ hiểu git này là git ở bên ngoài. Thì chỗ này các bạn chuyển cho mình cái order function. À, sorry, nó sẽ là hiểu là git của cái sự kiện này. Bây giờ mình muốn lấy git ở bên ngoài đúng không? Đó. Đây các bạn thấy nó ra rồi đấy. Sau khi nó có được cái này thì các bạn lấy dữ liệu của nó nhé. Cái dữ liệu của nó thì các bạn sẽ lấy như sau. Các bạn sẽ lấy cho mình được cái email và password đúng không? Email password chúng ta sẽ bằng object.fromng này. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ new form cho các bạn form data nhé. Chỗ này các bạn sẽ đi đưa vào đây đó là form này. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn log cho mình email với password ta. Email password. Đó. Thử nhá. Rồi, các bạn thấy lấy chúng ta thấy chúng ta lấy được rồi đúng không ạ? Sau khi các bạn lấy được rồi thì các bạn sẽ gửi cho mình một cái request. Các bạn sẽ gửi một cái request. Ok, thì ở đây các bạn sẽ chuyển cái function này thành dạng async nhé. Đây, các bạn chuyển cái này thành dạng async. Đó. Đó. Ok, thì bây giờ các bạn gửi request này như nào? Các bạn gọi đi hàm phép không? Chỗ này các bạn sẽ có một cái là response. Sẽ bằng await phép. Thì trên này mình sẽ define một cái thuộc tính nhé. Chỗ này mình ghi nó là server API đúng không? Localhost 8000, cái này 127 đi. 8000 API này thứ 1 này phải để như này. Được chưa? Đó. Rồi ok, thì bây giờ xuống dưới này nhá. Các bạn sẽ là git. Git nhé. Chấm server API. Cho các bạn gạch chéo đến là out login. Đó. Rồi. Chỗ này các bạn sẽ có một cái method. Method này các bạn sẽ để cho mình là post này. Chỗ này chúng ta sẽ có một cái header. Header nhé. Content type application json được chưa? Đó, application json. Rồi ok, thì, tiếp theo đó là các bạn sẽ cần phải có body. Body như này, được chưa? Thì cái này các bạn sẽ để cho mình data luôn. Tại vì đằng nào chúng ta cũng sẽ cần một object mà. Body nhá. Chỗ này sẽ là json. Chấm stringify. Nó sau đó các bạn đưa data vào. Rồi thì đây các bạn kiểm tra thôi. If nếu mà respond chấm ok đúng không ạ, chấm ok này đó, thì các bạn sẽ lấy cho mình được đây, chỗ này các bạn sẽ lấy cho mình được cái dữ liệu đúng không ạ, cái dữ liệu nó trả về á, thì cái này các bạn ghi nó là data login đi đó. Chỗ này data chúng ta sẽ bảo thực ra nó chính là cái thông tin user trả về, thông tin user trả về. Ở đây mình để data nhé, sẽ bằng await. Đó, và ở đây các bạn sẽ đưa vào đó là gì ạ? Git sorry. Respond.json. Đó, và lúc này các bạn sẽ log ra được data. Còn tất nhiên là cái trường hợp mà nó không có hợp lệ thì nó sẽ trả về thông báo lỗi, đúng không ạ? Đó thì ok, thì ở đây các bạn nó sẽ có trường hợp là không hợp lệ nữa. Cho nên cái chỗ này xong chúng ta sẽ phải check nhé. Bây giờ mình thử gửi request nữa nhé. Bây giờ mình user 1 này. Đây, chỗ này chúng ta đang viết sai chính tả đấy. Nó nhập linh tinh rồi nhé. Rồi, ở đây các bạn nhìn thấy nó đang bị lỗi để mình xem là... Các bạn quay về cái API nhé. Rồi thì ở đây các bạn sẽ vào phần code này. Ở trong helper nhé. Đó, mình khai báo lại cái whitelist. Vì cái link này của mình nó khác. Mình để cái port nó dynamic. Rồi, khai báo lại whitelist nhé. Rồi,
Bây giờ mình sẽ quay lại đây, mình thử thử đăng nhập lại. Xóa bỏ cái này đi. Rồi, user 1 nhé. Rồi, chỗ này chúng ta để 1, 2, 3, 4, 5 này. Rồi các bạn nhìn thấy báo là unauthorized này. Đó. Có nghĩa là cái phần này của mình là hiện tại nó đang không thành công rồi nhé. Được chưa? Thực ra là trong quá trình nó không thành công này thì các bạn sẽ cần phải bắt nó vào chai cát. Bắt bên JS đấy. Đây này, cái đoạn này này. Các bạn sẽ bắt nó vào chai cát. Có nghĩa là nó đang bị lỗi ở phần respawn bên trên này luôn này. Đấy nhá, respawn. Đó, nó lỗi ở trên này luôn này. Rồi mình thử gửi lại cái request này. Đây, các bạn nhìn thấy cái sợi tớt nó trả về 401 đó. Được chưa? Cho nên là trong phần này là mình sẽ check luôn ở đây, nó không ok đúng không? Đó. Ở đây trường hợp thành công nhé, trường hợp không thành công này. Đó thì mình sẽ đưa ra một cái thông báo lỗi đúng không ạ? Là tài khoản mật khẩu không chính xác đúng không ạ? Ok, thì đến bước này thì mình sẽ hiển thị cái thông báo lỗi ở đâu. Kéo lên trên này. Ở đâu nhỉ? Mình các bạn có thể cài một cái thư viện hỗ trợ nhé, từ một cái thư viện để nó hỗ trợ việc thông báo. Ở đây mình dùng qua một cái để cho nó đỡ mất thời gian nhé. Nào, chỗ này mình sẽ ghi nó là, các bạn search của mình là toadify resources. Đây, kiểu nó sẽ như hiển thị thông báo như này này đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ vào phần doc nhé, mình lấy cái link của nó thôi. Đây là qua npm này. Đây, các bạn sẽ copy cái đoạn css này bỏ vào file tbl nhé. Mấy cái đoạn này mình có thể xóa đi rồi đấy. Đây, bỏ hết này đi. Đó. Đó. Nhưng nó vẫn thừa phần tài khoản này. Đó. Tiếp theo này, chúng ta lấy cái link JS nhé. Đây, mình thêm ở trước như này. Được chưa? Rồi. Đến chỗ này nhé. Các bạn có thể gọi ra một cái dòng thông báo. Đây, mình gọi một cái dòng thông báo. Đến chỗ này thì các bạn viết cho mình một hàng. Đây, mình sẽ viết một cái phương thức nhé. Ví dụ như là notify đi. Chỗ này mình có một cái message đúng không ạ? Đây là thì các bạn đưa cái message vào đây. Đó. Top left. Chỗ này mình để nó right nhé. Đó, bottom đi, cho nó thông báo ở dưới nhé. Rồi. Chỗ này mình thiếu dấu chấm phẩy. Ok, bây giờ mình thử gọi xem sao nhé. Đến bước này này. Các bạn sẽ git chấm notify. Đó, ví dụ mình sẽ để một cái nội dung thôi, ví dụ như là email hoặc mật khẩu. Không chính xác. Rồi, thử nhá. ISO 1 123 nhé. Đó, các bạn thấy nó báo này, email hoặc mật khẩu không chính xác đúng không ạ? Ở đây mình đang click vào thì nó sang. Bây giờ cái đấy các bạn có thể bỏ nhé. Thế còn vào phần doc này của nó này, chúng ta sẽ có một cái phần liên quan đến việc là để mình xem mấy cái lỗi của nó là chỗ nào nhé. Kéo lên trên nữa tí nữa. Cái phần này bỏ đi nhá. New window này. Close này. Cái phần này vẫn background. Ok, tạm thời mình cứ để như vậy đó, mình có thể chỉnh sau. Cái đấy liên quan đến giao diện nhé, các bạn có thể chọn, các bạn chỉnh lại. Ví dụ mình muốn nó thông báo nó một error các thứ, ví dụ như là màu đỏ các bạn đúng không? Đây. Cái này là mình đang custom thêm rồi. Rồi, không sao.
mình sẽ viết thêm một cái vào, mình sẽ thêm cái thai đây này đây nhá, mặc định sẽ là sexy nhá. Thì background này mình sẽ đổi lại một chút, nếu mà nó là sexy à, chấp nhận thai chứ, thai bằng sexy như này. Ngược lại thì mình sẽ hiển thị ra cái phần boring như này các bạn. Copy này đâu. Đây. Đây mình sẽ để như này thì chặt. Chỗ này mình bỏ cái dấu nhảy kép này nhá. Nó bị thừa đúng không? Rồi thử nào. Thì bây giờ các bạn xuống bên dưới này các bạn cũng sẽ phải chỉnh lại một chút. Hello. Nó khác sắc xít là được đúng không? Rồi thử nhé. Ở đây thì bắt đầu phải nhập rồi, 1, 2, 3, 4. Nó vẫn chưa trả lời, à nó vẫn chưa hiển thị đúng luôn. Xem nào. Có vẻ nó không chuẩn lắm thì phải. À, sorry các bạn, cái này nó vẫn đang giống nhau đúng không? Thì ở đây mình sẽ đổi cái màu là một tí nhá. Chỗ này mình để màu vàng đi xem nào. Zero nhá. Rồi. Thử lại này. À sorry các bạn, cái này là mình đang nhập đúng. Rồi, mà mình nhìn hơi buồn cười đúng không? Rồi, chỗ này mình sẽ chỉnh lại cái để mình xem bên trong này nó có không. Nó có cái đoạn mẫu đi tốt. Rồi, mình lấy cái mã màu của cái này nhá. Mình lấy cái mã màu này. Đó. Ok. Thử nhá. Đó, đây nó báo này, một không chính xác. Rồi cái này các bạn có thể tự chỉnh lại nhá. Rồi. sau khi các bạn đã xử lý được đến bước này rồi thì chúng ta sẽ đến bước là nó thành công nhá, xem là nó chạy trả về như nào. Bây giờ các bạn nhập chính xác luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Rồi mình thử nhé. Đó, các bạn thấy này. Thì khi nó trả về thành công thì các bạn sẽ lấy ra cho mình được cái access token và cái reset token. Mình sẽ lưu nó lại, đúng không? Nó chính là cái data này. Rồi, thì lúc này các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ lấy cho mình đó là data. Đây, mình sẽ lấy data như này. Data này mình đổi tên thành token nhé. Được chưa? Đó. Sau đó mình sẽ lưu nó lại. Thì ở đây mình sẽ dùng là local storage. Đúng không? Chấm set item. Chỗ này mình để là token. Chỗ này mình sẽ để dùng nó là json này. Chấm stringify. Đúng không? json chấm stringify và qua đưa token vào. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ thử lại nhé. Nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Bấm đăng nhập. Sau đó các bạn vào application nhé. Vào local storage này. Đó, đây các bạn nhìn thấy là nó lưu lại được rồi đấy. Nó lưu được cái token vào đây rồi. Được chưa? Rồi. Thì lúc này các bạn sẽ đưa ra một cái thông báo. Thông báo cho các bạn sẽ chuyển. Hoặc là các bạn có thể là sự cập nhật update luôn. Đúng không? Đó là trong những cái tình huống này các bạn có thể xử lý update luôn. Ok, thì bây giờ mình update luôn thì mình sẽ update như nào. Thì cái này, cái phần này nhá, các bạn sẽ gọi lại cho mình cái start này. Đây, các bạn gọi lại cho mình cái start hoặc các bạn gọi lại render. Mình sẽ tiến về render lại. Nhưng cái này các bạn nên gọi start nhá. Đó. Rồi. Bây giờ trong trường hợp này thì các bạn sẽ xử lý như sau. Các bạn đây, trong cái phần này nhá, các bạn sẽ gọi cái logo storage ra. Đó. Thì lúc này các bạn sẽ là if, nếu mà nó tồn tại cái local storage token
các title nhé, token này. Đó, thì lúc này các bạn sẽ lấy ra được là token đúng không, sẽ bằng local storage chấm vét item token. Đó rồi, chỗ này các bạn parser luôn nhé, gì sai chấm parser. Đó, ok. Thì sau khi các bạn đã trả về được cái này thì nó thành công. Thực ra là các bạn sẽ còn phải có một bước nữa, đó là các bạn sẽ cần phải verify. Còn có một bước là các bạn phải verify với server xem là cái token này nó hợp lệ hay không. Nhưng mà tạm thời mình sẽ bỏ qua cái phương án đấy nhé. Vì đây cái này là không phải là cái chuyên về bên frontend, cho nên là mình không muốn chia sẻ cái này quá sâu, mình sẽ một cách nó ở mức độ cơ bản thôi. Thì lúc này mình nghĩ là thì mình cần kiểm tra một cái thôi. Thì nếu cái này nó tồn tại. Đó. Thì các bạn để nó là true. Đúng không? Nó không sẽ là false. Đó, mà chỉ cần như này, chỉ cần có token là được nhá. Đó. Nhưng là trên thực tế thì nó sẽ không có như thế nhá, các bạn lưu ý. Token này thì nó là true. Nếu không thì nếu là false thì hiển thị login form. Thế bây giờ mình lock cái này ra thì sao đó nhá. À, mình lock cái này ra. Cái này nó là e-login này. Đó. Đây các bạn thì thấy cái này nó là true đúng không ạ? True để các bạn nhìn thấy cái trang tài khoản này này. Thế bây giờ mình giả sử mình vào đây nhá, mình xóa cái này đi này. Đó, thì các bạn thấy nó chuyển chưa? Đúng không? Đó. Ví dụ mình phải tính thử đăng nhập nhá. Nhưng mà sau khi đăng nhập xong thì mình sẽ phải update lại. Thì lúc này các bạn gọi zip.start này. Đó. Zip.start nhá. Thì để nó update lại. Nào bây giờ mình thử nào. Ok, ví dụ nhá. Insert 1. 1 2 3 4 5 6 như này, được chưa? Bây giờ mình bấm đăng nhập này. Đó. Đây các bạn thấy là nó đăng nhập thành công thì nó mới ra được như này, đúng không? Rồi ok nhá, bây giờ mình sẽ thử nào. Các bạn sẽ vào đây các bạn xóa đi. Thôi mình thử xóa cái token này đi nhá. Đó, thì các bạn thấy là nó bay luôn, đúng không? Ok, thì đấy là cái phần đăng nhập khi các bạn sử dụng JavaScript của bạn là và các bạn kết hợp với API mà mình đã biết, đúng không? Rồi ok, học bài học xong chúng ta sẽ triển khai tiếp liên quan đến phần tài khoản nhé. Cảm ơn các bạn.